các bạn trong video này mình sẽ giới thiệu về cái tính năng của một chiếc camera mini nha các bạn camera ngụy trang các bạn camera đây là chiếc camera Q7 HD nha các bạn Q7 HD Wi-Fi camera cái chiếc camera này rất nhỏ gọn nha các bạn Nào, các bạn quan sát cho mình nha cái cấu tạo bên ngoài á cấu tạo bên ngoài là cái cái này là ống kính nha các bạn còn đấy, ở đây là có dãy năm con LED, led hồng ngoại các bạn. Cái LED hồng ngoại này á nó có ưu điểm so với LED thường nha, hồng ngoại thường nha các bạn. LED hồng ngoại thường á nó cái nó màu trắng các bạn, nó màu trắng nên uh, như cái camera bên ngoài á. Thấy không? Cái LED hồng ngoại này các bạn, LED hồng ngoại LED màu đen nha các bạn. Nó có ưu điểm hơn nè. Đây là cái LED cũng là LED hồng ngoại các bạn, nhưng mà cái màu trắng các bạn khi mà nó hoạt động các bạn chiều tối ban đêm chiều tối á mấy sensor này nó sẽ phát ra cái mấy cái đèn led này nó sáng hết nha các bạn nó phát ra ánh sáng màu đỏ nha các bạn nếu các bạn nhìn thấy một số camera các bạn nhìn ngoài đường á các bạn sẽ thấy một cái camera mà cái led hồng ngoại các bạn có led, hồng ngoại này màu nó phát ra màu đỏ ánh sáng màu đỏ là cái loại led này led hồng ngoại mà nó màu trắng nha các bạn còn màu đen này nó sẽ không cho nó sẽ các bạn nhìn không nhìn không nhìn thấy được ánh sáng màu đỏ đó nha các bạn nên nó có ưu điểm là nó, dễ cái mức led này nè nó dễ ngụy trang hơn nha các bạn trong đêm tối á cũng như 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 đường ngoài đường các bạn các bạn nhìn thấy led này nè cấu tạo nè mấy cái đèn nguồn lờ phát led hồng ngoại hết nha các bạn nhưng mà cái này khi mà nó hoạt động nó sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ còn đây nè các bạn các bạn thấy không cái này á nó sẽ dùng cái led led màu đen nha các bạn led màu đen á là khi mà khi mà nó hoạt động quá nó không phát ra ánh sáng không phải không, không phát ra ánh sáng màu đỏ nha các bạn nó cũng là nguồn phát là là bức xạ ngoại nha các bạn cái tia hồng ngoại nhưng mà các bạn nhìn mắt thường đó, các bạn nhìn vô các bạn không thấy mấy cái này là ưu điểm là các bạn nhìn, các bạn nhìn vô các bạn không thấy nha các bạn còn mấy cái này là ví dụ các bạn nhìn ngoài đường á mà các bạn thấy cái này phát, phát trên cao mà phát ấy là mấy cái led này lấy màu trắng nha các bạn nó cũng ra nguồn phát hoàng ra tia hồng ngoại luôn nha thì cái này á, cái nó dùng cái led đen này các bạn, nó có ưu điểm hơn nha các bạn. Ưu điểm hơn led trắng nha. Là cái cái led này á, nó ví dụ mình đặt trong trong phòng hay đặt trong đâu á để mình quan sát á là nó không phát ra ánh sáng nên mắt thường nhìn thấy nha các bạn. Nhưng mà trong video trước các bạn, mình đã nói về cái cách mà phát hiện á dùng mình dùng uh, mấy cái máy điện thoại thường đó các bạn. Các phone thường các bạn bật chế độ camera để chế độ quay phim hay chụp hình á là các bạn. Cho dù á cái led nào các bạn cái led này nè cái led màu trắng mà nó led màu đen á là đều mình đều phát hiện ra nó nó đều phát ra tia hồng ngoại đó, nên mình dùng dùng camera này nè mình bật chức năng máy ảnh lên á để mình chụp lại là ví dụ bất kỳ led đen hoặc led trắng nha các bạn nó đều là mình có thể phát hiện ra nguồn nguồn phát ra tia hồng ngoại nha các bạn à, các bạn chú ý cho mình nha còn đây á nè cái ưu điểm camera này á là nó nó tích hợp được năm con led hồng ngoại nha các bạn nó quay được ban đêm hết hết, hết nha các bạn đồng thời cái có cái lỗ nào các bạn cái lỗ micro nè lỗ này lỗ ghi âm được nha ghi âm thanh trong phòng á ví dụ mình đặt trong phòng á nó ghi âm, âm, được nha cái này mình khuyến cáo các bạn là ví dụ là các bạn có mục đích tốt nha các bạn các bạn các bạn như các bạn coi nhà cửa hay gì các bạn là cái vì mục đích tốt vậy chứ không khuyến cáo là những cái bạn nào mà dùng cái camera này để ghi hình là ghi clip nóng vì mục đích xấu nha các bạn đây là cái, cái lỗ này lỗ cái miro nha các bạn các bạn quan sát ở trên nè ở trên cái nút on, off nó dễ nha các bạn bật tắt nguồn ha bật tắt nguồn cho camera nha các bạn nút mốt này các bạn nút mốt này có thể chế độ offline nha các bạn các bạn bấm một cái là có thể là nó ghi hình luôn nha các bạn hoặc là ngoài ra các bạn nhấn mà giữ các bạn là nó có chức năng reset luôn nha nhưng mình nhấn mình giữ các bạn nhấn giữ một lúc lâu khoảng khoảng 30 giây gì á là nó reset lại từ cái 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 thiết bị này các bạn nó kết nối được nhiều, nhiều device điều các bạn đây là cái camera này các bạn nó hoạt động quá nhiều khi nó bị đơ nha các bạn bị đơ hoặc là mất wifi nha các bạn mất kết nối wifi nên chúng ta cái nút này nút reset luôn nha các bạn nút reset ha còn đây ở phía dưới nè cái này chắc sạc nha các bạn cấm dây, dây cấp sạc dây usb nha cái này cái cái, cái khay khe cắm thẻ nhớ nha các bạn cái thẻ nhớ của nó là các bạn nhấn vô nhấn vô là mở ra nha các bạn hoặc là đẩy vô ha đây là thẻ nhớ nha các bạn khe cắm thẻ nhớ ha nhấn các bạn nhấn sắc xuống là nó nó có nhạm giữ giống như cái, cái bên trong cái, cái, cái khe thẻ nhớ của điện thoại di động nha các bạn cái này có nó support cái, cái khay thẻ nhớ này hơi support uh, lên thẻ nhớ 32 GB nha các bạn đây một số cái uh, connect connection cái kết nối các bạn kết nối của nó là nó hỗ trợ nào các bạn android nha các bạn là điện thoại điện thoại kết nối nha các bạn android nè support nha android nè iphone nè hoặc là laptop nha các bạn laptop rồi cái này uh, máy tính bảng nha các bạn thì các bạn nó có thể kết nối được nhiều thiết bị nha các bạn cơ cái nó nói qua mạng wifi nha tại vì bên trong á nó có còn IC wifi bạn thu phát sóng thu phát sóng còn khi mà các bạn mua cái camera này và các bạn trong cái hộp á nó sẽ có một cái service manual cái còn có, 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 thể có một cái đĩa cd nhỏ nha các bạn Ờ à, nó sẽ hoặc nhiều chỗ nó chưa có sách hướng dẫn nên nó dùng tất cả tính năng của nó là nó được hướng dẫn trong cái sách đó các bạn khi mà các bạn mua chiếc camera này và các bạn có thể đọc qua nha đây mình nói nói một số ưu điểm chính của nó thôi nha các bạn cái kết nối đơn giản nhất của nó các bạn khi các bạn bật nguồn lên nha còn nếu mà rồi các bạn bật nguồn để các bạn kết nối nha là các bạn cứ cảm thấy cái đèn nào này đây nè cái lô khe đèn nha các bạn cái đèn nó sẽ báo nha các bạn đèn báo đèn đèn đèn, đèn xanh dương nha các bạn. xanh dương với đèn, đèn Điện đỏ nha các bạn. Khi bạn reset á, nhấn cái là cái đèn này nó khi mà giữ giữ một cái buông ra là nó sẽ reset nó chớp tắt chớp tắt đèn á, là nó, nó reset lại giờ mặc định ban đầu nhé các bạn. Còn thứ nhất kế tiếp đó là các bạn hạn chế nha các bạn đừng lấy cái vân cái tay nè các bạn chà vô ống kính là cái hình ảnh nó bị mờ các bạn nó không rõ nét nha. Hạn chế dùng cái vân tay mà chà là ống kính này nha. Bất kể camera nào cũng vậy. thường là camera này không bạn. Camera khi mà các bạn sửa chữa cái mấy cái loại camera này á hạn chế dùng cái tay cái tay bân tay các bạn chạm vô cái ống kính rồi nó sẽ làm cho hình ảnh rất mờ nha các bạn nó không quay quan sát rõ được nha còn đối với camera quan sát ban đêm này á đây các bạn kết nối với, kết nối cho nó mình nha cái này á nó sẽ dùng nó sắp hỗ trợ nha các bạn đây nè ở đây các bạn nhìn thấy không b 2 b nha các bạn là cái phần mềm của nó nha các bạn b 2 b là b 2 b cam cam viewer là cái các bạn lên các bạn dùng uh, Android các bạn hoặc là các bạn dùng iOS đó, dùng iPhone đó là các bạn có thể đau về nha các bạn. Ví dụ ở đây đây. Mình sẽ vô cửa hàng nha các bạn. Vô App Store nè. Cái máy các bạn dùng máy Android các bạn dùng làm tương tự thôi nha. Để các bạn search. Từ cái hai cái cái này có hai version nha các bạn. một đó là nó nó sử dụng b 2 b cam viewer hai là dùng tt uh, cam nha các bạn Rồi các bạn chú ý quan hỏi khi mà các bạn mua các bạn hỏi cái cái này version cũ version mới nha các bạn đây nè các bạn sẽ do dùng dùng uh, b 2 b nữa các bạn b 2 b cam viewer nha các bạn cam viewer nè các bạn đây nè các bạn thích vô ha các bạn vô cửa hàng á, trên App Store là trên Search á, nó cứ đều có nha các bạn. Rồi các bạn à, các bạn cài down vậy Rồi các bạn có thể install nha các bạn, cài đặt nha, cài đặt xong rồi mở chương trình nó ra nha. Đây là mở nè. Cái này là cái version cũ nha các bạn. Version cũ đã ghi B2B nha các bạn. Còn version mới á Ở đây mình sẽ nói về version mới luôn nha các bạn tại vì bên mấy cái các bạn mua cái máy này á, là nó sẽ có split menu cái sách hướng dẫn á nó sẽ có hai loại nha các bạn nếu các bạn không cài được cái đó thì các bạn dùng TTK nha các bạn t -t cam này đây là cam nha các bạn các bạn nha đây nè nó có biểu tượng này là ok nha các bạn là nó cũng support cho cái cái camera này các bạn camera này Q7 nè Cái bạn kết nối thì uh, nếu mà cái cái version cũ B2B cam viewer mà không được thì các bạn dùng tay cam nha các bạn mà khi khi mua các bạn nên uh, hỏi người bán uh, cái này dùng version gì nha các bạn version cũ version mới rồi dùng software gì á hội đồng hành gì đó. rồi mình lấy ha đây là có hai chương trình nha các bạn TT Cam hoặc là B2B Cam Viewer đây dùng để sử, sử dụng cái camera này nha các bạn rồi các bạn kết nối cho mình nha kết nối giữa cái điện thoại với cái camera này nha các bạn đây là mình mình có hai chế độ kết nối nội bộ là giữa cái camera này với cái điện thoại này hoặc là các bạn có thể kết nối từ xa nha các bạn có thể cái điện thoại các bạn á có thể ở vị trí xa có thể ví dụ à, các bạn ở Sài Gòn đi mà các bạn đi tỉnh như Đà Lạt hay là ví dụ mà ở vị trí nào các bạn xa khoảng cách xa các bạn có thể quan sát được hết nha các bạn là mình à, các bạn vô camera nha trước tiên là các bạn kết nối được cái, cái camera quy 7 nha các bạn vô wifi mà wifi tìm cái cái camera q có có được cái cái uh, quy bảy nha các bạn cái camera này các bạn nhớ sạc cho đầy pin nha các bạn sạc đầy còn nếu mà nó không nhận nhận nữa các bạn nhấn cái nút trên này các bạn nút mốt nè nút nhấc giữ reset còn cái camera này để mình cắm cáp USB vô nha tại vì nó hết pin đó các bạn hết hết nguồn nè bật on off gì nè bật on các bạn nếu mà nó không nhận nữa các bạn cắm uh, cáp USB vô nha các bạn cắm vô sạc nha các bạn nào khi các bạn cắm vô nè cái đèn nó sáng nè các bạn Và để mình uh, setup lại nha đây nè sau khi các bạn mà cắm nguồn vô nó có nguồn nha các bạn ok nha là các bạn search được wifi đó là bên bên trong có IC wifi nha các bạn nó sẽ phát nha nó sẽ phát wifi ra phát wifi ra cho mình còn điện thoại nè các bạn sập mạng đó, là sẽ thấy được cái wifi q bảy nó nằm trong cái điện thoại của mình nha các bạn nó như cái phát wifi giống như cái cái này như cái, cái nguồn phát á, điện thoại hoặc là cái uh, mở wifi các bạn nó phát lên nè à. đây nè camera Q7 nha các bạn. Các bạn kết nối vô cho mình nha. Nhấn kết nối vô. Trường hợp á, trường hợp mà cái camera Q7 này nó báo mật khẩu nha các bạn. Các bạn nhập cái số của mật khẩu mặc định của nó. Default setting của nó là cái code của nó là từ 1 đến 8 nha các bạn. Các bạn nhập 1245678 vô cho mình ha. Đây nè, nếu mà nó đòi hỏi mật khẩu nha các bạn. Rồi à, sau khi kết nối là ok nha các bạn. Kết nối là có cái sóng wifi đây nè. Các bạn thoát ra. Đây là cái camera wifi của nó nha rồi. Đó các bạn vô cái chương trình B2B Cam Viewer nha các bạn. Bật cái khởi động chương trình này lên nha. Nó sẽ đổ cho có cái màu nè. Cái MD nè. 383950 nè các bạn. Cái này nó sẽ trùng với cái số seri bên, bên 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 hông này nha các bạn. Đây nè. Các bạn kiểm tra cho mình nha. MD383950 ha. Là cái mã của nó luôn mà. Rồi các bạn uh, có thể thao tác nha các bạn, các bạn quay phim chụp hình nha các bạn. Cái tiêu cái, cái cái này cái HD ha. Quay chất lượng chất lượng hình ảnh khá rõ nha các bạn. Cái này uh, ngoài ra còn còn ghi âm được nha các bạn, nó ghi âm thôi nhớ. Các bạn thấy không? Ở mấy cái này á nó sẽ bật bật chế độ ban đêm nha các bạn. Bật chế độ ban đêm ha. Đây nè, các bạn nhấn cái nút giữa này nha. Nút giữa này là chế độ ban đêm nha các bạn. Các bạn nhấn vô cái rồi giờ các bạn nhấn vô cái chế độ ban đêm hoặc là tắt chế độ ban đêm ha. Đây còn ở dưới phía dưới nè các bạn, có một cái mục chụp hình đó các bạn. Nhấn nhấn vô, đây là ban đêm nha các bạn. Cái chế độ là chế độ ban đêm ha. Các bạn thấy không? Nó quay quay ban đêm nha, lúc tắt đèn á là ánh sáng vẫn có ok nha các bạn. Các bạn nhấn nhấn nó vô và phát nữa. Những những lúc này á, là chế độ ban ngày ha, là, là các bạn che nè, lấy tay các bạn che lại. Là nó không sáng nữa nha các bạn. Để cái trường hợp này là thiếu ánh sáng nha, không có ánh sáng là nó không quay được nha các bạn. Chơi tới thui à. Mở bạn bấm vô đây cái. Là, nó cái led hồng ngoại đó, nó phát sáng rồi các bạn. Nè led hồng ngoại phát. Nó quay được chơi quay được buổi tối nha các bạn. Các bạn thấy không? nó ghi hình được buổi tối luôn nha như vậy là ok nha các bạn còn ngoài ra các bạn có chức năng chụp hình nha các bạn bấm vào nút chụp hình rồi các bạn lia nha đó nói chung tất cả là đều chức năng quay phim nha các bạn quay phim là nó ghi vô ghi hình vô thả nhớ là có thể lưu trữ vào trong điện thoại nha các bạn đây là chức năng kết nối nội bộ thôi giữa cái điện thoại với cái camera thôi nha các bạn còn có chứ còn cái tính năng mà xem từ xa nha các bạn xem từ xa ví dụ là các bạn khoảng cách xa các bạn như các bạn để camera ở trong nhà các bạn đi rồi còn rồi các bạn đi chơi đi công, công chuyện ở đâu đó. đó nói chung đi tỉnh hay không được là các bạn có thể nhìn kiểm soát được cái cái hình ảnh bên trong trong nhà mình là như thế nào nha các bạn nói chung service manual á trong cái cuốn hướng dẫn nó sẽ hướng dẫn cho các bạn nha các bạn vô cái phần này nha các bạn rồi nhập nhập cái user password vô nha bên trên này nó có nè cái user user là cái md nữa các bạn. 38, 39, rồi password nha các bạn ba tám ba chín năm mươi rồi bắt buộc nha các bạn mà trước đó là các bạn các bạn phải cài đặt cho mình nha các bạn các bạn phải kết nối cái, cái camera này vô cái wifi, wifi, nhà mình nha ừ, như cái này nè các bạn nhấn vô wireless setting nè các bạn rồi các bạn uh, nhập bắt buộc vô nha bắt buộc cái wifi nhà mình đó cái này là uh, các bạn chọn chọn cái mạng nè bạn chọn cái mạng mạng wifi của mình nha các bạn anh em có cái một cái wifi thôi nha và nhập cái password quạt này vô nha tôi nhập vô nha thấy nha các bạn sau khi mình nhập password quạt vô các bạn cái này là số password quạt cũng được đó, số đó các bạn nhấn đền nhấn đền cái tích vô cái là là cấu hình nha các bạn các bạn cài đặt cấu hình thành công nha các bạn cái đặt cấu hình thành công các bạn nhấn ok cái là các bạn thoát rất là nha các bạn có là làm tươi lại bạn refresh nè làm tươi lại nha các bạn thoát ra ngoài để cho cái camera này nó nó sẽ các bạn đợi một lúc nữa nha các bạn là cho cho cái cái camera wifi này á bạn nó kết nối với cái mạng wifi nhà bạn của các bạn nha rồi các bạn uh, vô các bạn thoát ra nha. Khi đó mà Các bạn đợi chờ 1 2 phút sau nha các bạn. Rồi các bạn lại bật vô lại nha các bạn. Rồi các bạn set setting uh... Các bạn vô lại cái cái user password này các bạn. Các bạn nhập vô nha. Các bạn vô dùng cái local nha các bạn. Còn cái mic camera các bạn? Các bạn ở các bạn nhập user password vô. Như sắp gọi là các bạn nhìn bên đây nè các bạn. Các bạn nhập cái mã này vô nha, những cái cái user của các bạn là MD 383950 các bạn. là rồi cái login password bắt là 3723 thì các bạn đăng để xong cái là nó cũng cũng thoát ra như cái màn hình này các bạn. Cái màn hình này rồi các bạn ở thả từ xa khi mà các bạn có thể vô quán cà phê ở khu vực xa hoặc là các bạn nói chung là các bạn được xem từ xa hoặc là các bạn dùng cái điện thoại các bạn kết nối 3G 4G vậy đó là các bạn vô xem được chưa xem là cái hình ảnh này camera trong, trong camera này các bạn ở trong dù mình đặt trong nhà mình đó là mình nhìn có thể quan sát được nha các bạn nó sẽ ghi âm nữa các bạn HD nha các bạn cái này là nó, nó cứ nó cũng quay rõ nét khá rõ nha các bạn được các bạn không thể điều khiển giống như các bạn quay ban đêm á, các bạn nhìn chế độ ban đêm nè có không đây chế độ ban đêm nha các bạn là lúc mà trời tối như tắt hết đèn á các bạn các bạn có thể quay phim quay phim được nha còn bình thường á là các bạn cũng quay quay được chế độ HD luôn nha các bạn ở đây mình sẽ không nói về mấy cái tính năng đó nha bạn, vì nói nó trong cái sách hướng dẫn có rồi các bạn có thể tham khảo nha, hoặc là các bạn khi các bạn mua các bạn hỏi hỏi người bán người ta sẽ sắp bọc cho các bạn nha, coi cái chức năng của nó là cái cái tính năng của camera này là như thế nào nha bạn, rồi nó hỗ trợ thấy như ví dụ hỗ trợ thấy giống bao nhiêu ghi rồi cái cái phần mềm á để coi camera này là dùng tencent cam hoặc là dùng B2B camera camera viewer các bạn. ở ngoài đá các bạn, ngoài chưa cái camera này các bạn, khi các bạn mua nó sẽ có một cái đế, đế nha các bạn. Nó có một cái đế treo có thể các bạn gắn gắn quầy trang các bạn, các bạn gắn quấn em gắn, gắn trang trên tường á. Nếu mà có cái cái miếng như miếng kẹt các bạn có cái miếng miếng kẹt mà cái phim á cái phim mà che lại các bạn nó che lại cái là bên ngoài người ta sao không thấy nha các bạn nhưng mà thực ra camera giống như cái kiến kiến màu á bên ngoài mình nhìn vô nó sao không thấy giống như nguy trang á nhưng mà bên trong á ví dụ camera này sẽ thấy được cái cái những cái hình hình ảnh bên ngoài hết nhau bạn nên cái này mình khuyến cáo cho mấy mấy bạn mà mua bây giờ xài thôi chứ chứ bạn đừng có à, với cái ý đồ đen tối như quay clip bậy bạ nha các bạn Líp nóng không nên nha các bạn Ví dụ các bạn à, Quay camera để kiểm soát cái nhà mình có trộn hay không, hoặc là Nhất là các bạn có thể dùng, đây nè, nó có đi kèm này mình cái đế nha các bạn Đế nhà, các bạn dùng cái nhà nha, đây là cái đế nha, các bạn có thể gắn quần áo nha các bạn, nó treo được nha Cái này nó móc, các bạn móc vô cái quần áo mình á, móc nha Móc vô các bạn, gắn vô, hoặc là cái, cái này nó thay thế camera hành trình đó các bạn đi ngoài đường á ở các bạn gắn đi xe hơi hoặc là xe máy á các bạn camera hành trình các bạn ở à, nó không có camera hành trình các bạn dùng cái này quay phim cũng được nha nó ghi hình đó các bạn nó chế độ cái không có mấy đèn led nào các bạn cái dung lượng pin này cũng nó giống giống như cái cái tai nghe bluetooth đó các bạn nó cũng nhỏ chứ không có cao lắm nha các bạn nên các bạn có thể độ chế là cho cái thời gian sử dụng lâu nha các bạn rồi cái này nó có, nếu mà các bạn có nguồn nguồn điện riêng các bạn. Nếu mà các bạn gắn ở trong nhà à, các bạn à, có một nguồn điện riêng các bạn cắm cáp USB vô là nó sẽ xài được 24/24 /24 nha các bạn. Nó Qua quay quay 24/24 nha. Còn bình thường á, các bạn nếu mà các bạn à, gắn một vị trí nào đó hay các bạn đi ngoài đường á, các bạn cần phải sạc là liên tục nha các bạn. thì pin này nó 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 hoạt động á, nó có máy nha. Nhất là các bạn quay mà chế độ mà ban đêm các bạn, led á, led hồng ngoại nó phát á là nguồn nó sẽ tiêu thụ rất nhanh nha các bạn còn mọi nói chung mọi hình ảnh đó các bạn có hai ấy nha, coi, lưu trong lưu trong thẻ nhớ nha các bạn, hình ảnh dữ liệu, và các bạn có thể chụp hình lưu trong thẻ nhớ nha, rồi các bạn lấy ra là ưu điểm của nó các bạn, có hai ấy nha, một là là nó chế độ kết nối local khổ các bạn, là, là dùng mạng nội bộ, mạng lan nó giống như mạng lan, còn cái thứ hai các bạn có thể quay quay từ phim từ ví dụ các bạn đặt camera ở đây, rồi các bạn đi ra ngoài, đi xa, đi tỉnh đó, nói chung xa cái khu vực mà mình đặt camera các bạn có thể xem được uh, cái hình ảnh đó mà mình uh, cái vị trí mà lắp đặt camera này nha các bạn. Tập cái ưu điểm của camera đó, đó các bạn, rất nhỏ gọn thuận tiện ha. Nhỏ gọn thuận tiện. Mà nó dễ ngụy trang đó nha các bạn. Nhiều khi các bạn uh, có mục đích gì mà nói chung uh, tốt đẹp thì ok ha. Cũng cần xài cái cái camera này các bạn, trừ khi mấy bạn mà có mục đích xấu xa là không nên ha cái này có chức năng ghi âm luôn nha bạn. ghi âm ghi hình luôn nha rồi các bạn nào thích về cái camera ngụy trang các bạn thì các bạn à, mua về xài sử dụng thử nha các bạn rồi camera nói về camera ngụy trang có đang quay lén gì á đến đây là mình à, giới thiệu cơ quan về chức năng của camera wifi Q7 nha các bạn Rồi video mình đến đây là kết thúc nha các bạn Có các bạn có thắc mắc ý kiến gì vậy? các bạn cứ để nó viết là comment nha Mình sẽ support cho các bạn nha Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha Chào các bạn